muốn nhanh giàu có, nhất định phải vứt bỏ 5 thứ này. Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Tiền rất dễ kiếm, chỉ cần chăm chỉ thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Quan trọng là bao nhiêu tiền với bạn mới là đủ. Làm thế nào để phát tài mới là điều khó. Ngoài chăm chỉ, kiên trì, điều quan trọng nhất chính là phải biết thay đổi. Thay đổi để tốt đẹp hơn và chấp nhận đánh đổi để có sự bứt phá. Trước khi một người trở nên giàu có, anh ta cần mất đi 5 thứ. Đó là những điều sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ và suy ngẫm quý vị nhé. 1. Không than vãn. Kẻ mạnh luôn tích cực, lạc quan, vươn lên trước khó khăn. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng khi đối mặt với những khó khăn, có người chọn cách than thở, có người lại tiếp nhận với sự lạc quan tích cực. Việc than phiền không chỉ khiến bạn mất đi năng lượng mà còn làm cho bạn mất phương hướng trong suy nghĩ và hành động. Hãy dừng sự phàn nàn lại. Người giàu ít khi than thở bởi họ biết điều này sẽ chỉ khiến tâm lý, tình hình càng tồi tệ hơn mà thôi. Thay vào đó, họ chọn cách bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề. Hãy lấy khó khăn làm động lực để cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Khi bạn bớt phàn nàn và chấp nhận đối mặt với những rắc rối một cách tích cực, bạn sẽ thấy mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn và sự giàu có cũng đang chờ đón bạn phía trước. Thứ hai, ta bớt nóng giận, vứt bỏ tính bạo lực. Kẻ mạnh là người biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Nếu bạn không có năng lực, không có chí khí, muốn phát tài có lẽ là điều không thể. Một người muốn trở nên giàu có, trước tiên anh ta phải mất bình tĩnh và sau đó học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Cảm xúc chỉ là một phần của cuộc sống. Nếu bạn không thể kiểm soát được một phần đó, làm thế nào bạn có thể kiểm soát được toàn bộ cuộc sống của mình? Những người thực sự mạnh mẽ thường từ bỏ cảm xúc. Họ biết cách nhẫn nhịn và không dễ nổi nóng. Nhẫn là để tích lũy sức mạnh, củng cố bản thân, lấy đà và phát triển. Thứ ba, đánh mất sự liều lĩnh. Kẻ mạnh cần thận trọng, suy nghĩ chín chắn. Của cải được tích lũy bằng tích lũy, không có chỗ của sự cầu thả. Và chỉ cần bạn phạm sai lầm thì của cải sẽ bỗng chốc trôi tuột qua kẽ tay. Muốn phát tài thì không thể thiếu sự thận trọng, liều lĩnh có thể là điều tốt, nhưng hãy chơi một ván bài mà bạn có thể thắng. Hãy thận trọng và suy tính kỹ càng, chỉ như vậy mới giúp bạn đạt được những điều to lớn hơn và làm nên những thành tựu cho riêng mình. Tiến lên với sự ổn định, phát triển với sự ổn định và sử dụng thời gian để tích lũy tài sản là cách tốt nhất để làm giàu. Thứ tư, vứt bỏ tính phụ thuộc. Kẻ mạnh luôn độc lập và tự chủ. Ở đời, chỉ cần học cách tự lập, dựa vào chính mình thì mới có thể làm giàu được. Tất nhiên, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác, tuy nhiên không nên phụ thuộc vào họ, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ tạo ra được tài sản cho riêng mình. Không chăm chỉ, dựa dẫm vào ai cũng là vô ích, nếu bạn không giỏi thì nhờ ai cũng vậy thôi. Bạn phải biết rằng kẻ mạnh thực sự họ luôn độc lập, mạnh mẽ và can đảm, không sợ hãi. Trên con đường làm giàu, chỉ khi bạn trở nên đủ mạnh mẽ, bạn mới có thể mở được chiếc dương của cải và có được sự giàu có như mong muốn. Thứ năm, vứt bỏ ham muốn chia sẻ. Kẻ mạnh sẽ tự chữa lành vết thương và âm thầm tiến về phía trước. Trên đời này, ai cũng có những tâm sự thầm kín trong lòng. Khi bạn nói ra những điều đó với người khác, bạn sẽ nhận về sự đồng cảm, sự sẻ chia. Tuy nhiên, kẻ mạnh thực sự ít khi chia sẻ, không phải là họ không khổ đau hay phiền muộn, mà là họ đã học được cách tự chữa lành vết thương và tiến về phía trước trong im lặng. Trên con đường làm giàu, chúng ta nhiều lúc phải chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí là uất ức. Nhưng chỉ khi biết chịu đựng thì chúng ta mới có thể gặt hái được những thành quả rực rỡ. Nhiều người đang theo đuổi những thứ ở thế giới khác mình mà không biết rằng để có được nó, bản thân cũng phải đánh đổi bằng những thứ khác. Ai mà chẳng muốn phát tài, giàu sang, nhưng bạn phải biết rằng sự giàu có không xảy ra trong một sớm một chiều. Nếu bạn muốn làm giàu, bạn phải biết cách thay đổi, chấp nhận đánh đổi. Khi đó, bạn sẽ trở nên đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để sự giàu có phải theo đuổi bạn. Trong cuộc sống này, bạn phải hiểu một điều rằng nếu cứ mãi chạy theo tiền bạc thì không bao giờ giàu được. Còn để tiền đuổi theo mình thì sớm muộn gì cũng công thành danh toại. Vì vậy, chúng ta có thể làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân, tăng cường thể chất và tinh thần, làm cho bản thân trở nên có giá trị hơn, thì sự giàu có sẽ tự nhiên đến với bạn. Thành công có lẽ là ước mơ của hầu hết mọi người, nhưng nếu thành công mà phải chấp nhận đánh mất những điều trên, bạn có dám đánh đổi không? Quý vị thân mến, mỗi con người chúng ta ai cũng đều sống để rèn luyện, ai cũng đều rèn luyện để sống. Thật vậy, đời người là một quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, luôn nỗ lực học tập để nâng tầm bản thân là hành trình mà chúng ta nhất định phải trải qua. Quãng đời còn lại, bạn nhất định phải rèn luyện cho mình 3 thói quen này để cuộc sống ngày càng trở nên tươi đẹp hơn. 1. Biết tự kiểm điểm bản thân, nhìn nhận và sửa chữa lỗi sai của mình. Phải biết kiểm điểm bản thân, đừng chỉ biết chỉ trích người khác. Nếu không, bạn sẽ chỉ thấy cái sai của người khác mà chẳng thấy cái sai của mình. Những người quen đổ lỗi cho người khác sẽ chẳng bao giờ nhìn ra lỗi của chính mình, chứ đừng nói đến việc thay đổi bản tính này. Có câu chuyện như sau, Phương có một cô bạn tên Hương rất thích phàn nàn. Mỗi khi bạn bè tụ họp, cô ấy luôn phàn nàn về cuộc sống xung quanh. Đầu tiên, cô phàn nàn quy định của công ty quá hà khắc và vô nhân đạo, ngay cả nhân viên kế toán cũng làm khó cô. Tiếp đó, cô phàn nàn về đồng nghiệp của mình, không một ai cho cô lời khuyên khi làm chung dự án. Cô cảm thấy đồng nghiệp cố tình gây khó dễ cho cô. Cuối cùng, ngay cả những tiêu chuẩn được công nhận trong ngành cũng bị cô chỉ trích chẳng ra gì. Một người bạn khá thân với cô đã nhẹ nhàng nhắc nhở, có lẽ do bạn chưa thích nghi thôi. Sau khi nghe người bạn nói vậy, Hương không những không cảm thấy có lý, mà ngược lại còn cảm thấy rằng cả thế giới đang chống lại mình, còn bản thân cô là nạn nhân. Cô thậm chí còn chỉ trích luôn cả người bạn vừa nhắc nhở cô ấy. Khi phải đối mặt với những thứ không thuận mắt, chúng ta nên bớt phàn nàn lại, hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Biết đâu, mình cũng có thể dần dần nắm bắt được cốt lõi của vấn đề. Sau đó, Hương đã không vượt qua thời gian thử việc. Hiện tại cô đang tìm kiếm một công việc mới. Nếu Hương không tự ngẫm để sửa đổi lại bản thân, thì dù có tìm bao nhiêu công việc đi chăng nữa, cuối cùng cô ấy cũng sẽ phải đối mặt với một kết cục giống nhau. Đôi khi, thứ thực sự đè nặng chúng ta không phải thế giới bên ngoài mà chính là nội tâm của chúng ta. Một khu vườn cần được cắt tỉa thường xuyên mới có thể trở nên đẹp đẽ và ngập tràn hương thơm. Con người cũng vậy, chúng ta cần thường xuyên kiểm điểm lại bản thân, tưới tắm chăm sóc cho không gian xanh tinh thần của mình mới giúp ta có thể gạt bỏ đi những tạp niệm, từ đó cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn những người chẳng bao giờ chịu nhìn nhận lại bản thân thì sẽ mãi chỉ dậm chân tại chỗ. Thứ hai, có ý thức tự giác kỷ luật. Chỉ những người có ý thức tự giác kỷ luật mới có quyền thương lượng với cuộc sống. Tuổi 20 của bạn là trốn học thức để chơi game lướt web, còn người khác thì miệt mài học tập trong thư viện, nỗ lực không ngừng để đạt được thành tích xuất sắc. Ở tuổi 25, ngày nào bạn cũng đi sớm về khuya, bạc mặt buồn chải với đời, nửa đêm dùng thức ăn và điện thoại di động để mụ mị chính mình, gạt mình rằng bản thân đã rất nỗ lực rồi. Còn người khác thuận lợi vào làm việc cho các công ty lớn, chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ khiến họ luôn tràn đầy năng lượng, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Ở tuổi 30, bạn chìm đắm trong những giao tiếp xã hội vô bổ, còn người khác sau khi tan ca sẽ đi tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, cuối tuần dành thời gian cho gia đình. Ở tuổi 40, bạn đã hứa hẹn với gia đình bỏ thuốc lá không biết bao nhiêu lần, nhưng luôn lấy áp lực công việc làm cái cớ để tiếp tục nghiện thuốc. Ở tuổi 50, sau một sự cố nhập viện, bạn mới biết đa số chức năng nội tạng của mình đều đã bị tổn thương. Thường xuyên thức khuya hút thuốc, uống rượu dẫn đến nhiễm trùng phổi nặng. Nằm trên giường, bạn mới hối tiếc về những tháng năm đã qua của mình. Còn người khác cùng gia đình đi du lịch thăm thú đó đây, tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Cuộc sống giống như một cánh cửa, với một số người đằng sau cánh cửa ấy là bóng tối bao trùm, là áp lực bủa vây. Nhưng với một số người, đằng sau cánh cửa ấy lại là hào quang rực rỡ. Sự khác biệt này được hình thành bởi tính tự giác kỷ luật mỗi ngày. Tôi rất thích một câu nói, tính tự kỷ luật cao nhất của một người trưởng thành không phải là ép bản thân làm những việc lớn lao, mà là toàn tâm toàn ý hoàn thành từng việc nhỏ ngay trước mắt. Thứ ba, học tập nâng cao kiến thức. Dạ dày của con người được chia làm hai phần, phần trên dùng để chứa thức ăn, còn phần dưới dùng để chứa đựng tinh thần. Nếu một người không ăn cơm, cơ thể sẽ nhanh chóng suy sụp. Tương tự, nếu một người không ngừng học tập, tinh thần cũng sẽ rơi vào khủng hoảng. Chỉ bằng cách không ngừng học tập, chúng ta mới có thể không ngừng nạp dưỡng chất vào để phong phú cho trái tim của chúng ta. Đôi khi học tập chính là quá trình rèn luyện bản thân. Năm tháng qua đi, thứ còn lại chính là một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi rất thích một câu nói, có vô vàn điều tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đừng sống rẻ mạt nhất ở độ tuổi đẹp nhất, hãy sống sao cho bản thân là sự tồn tại quý giá nhất. Chúc cho chúng ta đều được sống theo cách mà mình mong muốn và tận hưởng món quà mà cuộc sống ban tặng. Luôn duy trì trong mình thói quen tập thể dục thể thao mỗi ngày, chăm chỉ đọc sách, tích lũy kinh nghiệm, học cách tiết kiệm, tiêu xài có kế hoạch, kiềm chế cảm xúc, giữ kỷ luật hay nuông chiều bản thân. Chỉ một phút chần chừ sẽ dẫn ta đến với hai thế giới khác biệt nhau hoàn toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn rất nhiều các chủ đề về tình yêu, về gia đình và cuộc sống mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ một video nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.